Okay, I'm gonna take a panorama, so hold still. Okay. Okay. Tiffany cảm thấy tâm đắc nhất. Hi everyone, tên em là Tiffany Nguyễn, em đến từ Birmingham, United Kingdom. Cảm ơn câu hỏi của chị Thúy Dương. Cái điều tâm đắc nhất của Loose Skin đó là believe to yourself and never give up. That's what it means when I come here. Mọi người đều, tất cả các leader đều hướng dẫn và chia sẻ. Và những cái gì em học ngày hôm nay đó là believe to yourself, never give up. Thank you. Yeah! Hãy tự tin với bản thân của mình. Hi tất cả các chị. Nó đóng đây. Bây giờ thì chúng ta đã kết thúc 6 ngày ở tại Utah. Bây giờ đội nhóm UK sẽ thẳng tiến về Las Vegas một vài ngày và sau đó sẽ về Cali. Bye bye. Welcome to Las Vegas. Ê, đi ra mình gói chứ. Tụi này đang thẳng tiến về bên Caesars Palace. So let me ring the bell. Okay, we'll open the gate. Qua bên núi luôn. You guys can take it in. This is my work golf cart, but you can take it in. Hello.
Team UK và chị Trinh và Team Lip Phượng Lê rất hân hạnh được viếng thăm trang trại của bà Clara. Và sau được một tiếng đồng hồ tham quan ở ngoài thì bây giờ mình đi tới cái thư viện của bà ta. Yên tĩnh, quá nhiều sách vở. We will sustain long-term stable business. I want you to remember that phrase. The meetings are a source. That's the love that people.